À, chào các bác, tiếp tục quay con thứ 14 đi, con nhân nhiều nữa rồi. Số khung con này là đây, tháng 8 25. Đây là chân bên đây của nó đây, đứng chờ sáng nó quay dễ nè. Cái gòn này máy đẹp không rồi các bạn. Bây giờ mình đi quay nãy giờ mình thấy toàn là máy ưng ý thôi. Vậy nó mờ quá nó cũng không thấy nữa. Mới về nó đậu đây á.